Giám đốc Công an Đồng Nai chỉ đạo điều tra vụ tài xế cho xe tải cán qua người đi xe máy. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra về hành vi của tài xế xe tải trong vụ va chạm giao thông xảy ra trên quốc lộ 51 khiến một người tử vong. Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, chiều ngày 28 tháng 8, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an thành phố Biên Hòa thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, điều tra, củng cố về hành vi giết người của tài xế xe tải trong vụ va chạm giao thông xảy ra trên quốc lộ 51, khu vực cây xăng Vina thuộc phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, khiến một thanh niên tử vong. Xét thấy, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, đang được dư luận xã hội quan tâm. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã triệu tập các đơn vị nghiệp vụ báo cáo nhanh vụ việc và tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, tài xế DMT, 28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, điều khiển xe tải di chuyển trên quốc lộ 51 theo hướng huyện Long Thành đi thành phố Biên Hòa. Khi đến cây xăng Vina, tài xế xe tải cho xe rẽ phải vào khu vực cây xăng thì xảy ra va chạm với xe máy do ông THD, 38 tuổi, điều khiển đi cùng chiều bên phải. Cú va chạm khiến cả người đàn ông bị xe tải cán qua nằm dưới gầm xe tải. Lúc này, tài xế xe tải cho xe dừng lại khoảng 5 giây rồi tiếp di chuyển vào khu vực cây xăng khiến bánh xe đã cán qua nạn nhân lần hai khiến người đàn ông này vong tại chỗ. Toàn bộ vụ việc xảy ra được camera hành trình phía sau ghi lại và đưa lên mạng xã hội. Khi coi video vụ tai nạn, nhiều người phẫn nộ với hành động của tài xế xe tải.